Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước đến Tanzania, tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong các vấn đề về thiếu vốn, lãi suất vay, những bất cập trong việc hoàn thuế thì những bất cập về thể chế, chính sách để giúp doanh nghiệp dễ dàng hội nhập. Nhiếp ảnh gia người Pháp trao tặng Việt Nam bức ảnh nụ cười ẩn giấu chụp một cụ bà ở Hội An và đã từng được báo chí Mỹ tôn vinh là cụ bà đẹp nhất thế giới. Đêm qua theo giờ Tanzania, tức rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của nước ta đã tới sân bay quốc tế Dar es Salaam, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Thống nhất Tanzania theo lời mời của Tổng thống John Magufuli từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3. Chuyến thăm nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước với khu vực châu Phi. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Tanzania. Tại sân bay, nước chủ nhà đã đón Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam với nghi lễ biểu diễn đậm đà bản sắc của người dân châu Phi. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Tấn Sang và Tổng thống John Magufuli cùng các nhà lãnh đạo Tanzania sẽ trao đổi các biện pháp thiết thực và cụ thể để tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Tanzania, thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, viễn thông, du lịch, tài chính, ngân hàng, xóa đói giảm nghèo, đồng thời trao đổi về một số vấn đề về quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. Đây được xem là giải pháp bảo vệ sản xuất trong nước trước sự gia tăng ồ ạt của phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam trong thời gian vừa qua. Cụ thể, Bộ Công Thương quyết định áp thuế tương đối là 23,3% đối với phôi thép và 14,2% đối với thép dài. Biện pháp này được áp dụng tối đa trong vòng 200 ngày kể từ ngày bắt đầu. Tuy nhiên, biện pháp này không được áp dụng đối với hàng hóa có xuất xứ từ các nước kém phát triển. Nếu lượng hàng hóa nhập khẩu từ các nước đó không vượt quá 3% tổng hàng hóa nhập khẩu bị điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ và tổng lượng hàng hóa nhập khẩu từ các nước đó chiếm dưới 9% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu bị điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, lượng phôi thép nhập khẩu trong tháng 1 năm nay lên tới 340.000 tấn, cao hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Giá mỗi tấn phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc hiện là 6 triệu đồng, trong khi giá thành sản xuất trong nước lên tới 7,6 triệu đồng. Sáng ngày 8 tháng 3, trong cuộc đối thoại với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu ra những khó khăn đang gặp phải. Bên cạnh các vấn đề như là thiếu vốn, lãi suất vay cao so với khu vực, những bất cập trong việc hoàn thuế thì những bất cập về thể chế, về chính sách cũng khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động cũng đã được đưa ra. Và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thì đã cam kết sẽ tháo gỡ những vấn đề này. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh cho biết, bệnh viện được thành lập từ năm 2000, đến nay bệnh viện chỉ có 150 giường bệnh. Năm 2012, Bộ Y tế khuyến khích mở rộng vì hiện nay đội ngũ y bác sĩ và nhân viên phục vụ của bệnh viện là hơn 400 người. Mỗi ngày tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân, nên số giường bệnh không đáp ứng được cho người bệnh điều trị nội trú. Đơn vị này đã mua thêm 2 miếng đất bên cạnh với số tiền là 86 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn chưa xây dựng được vì quyết định 8933 của thành phố là không xây mới và mở rộng ở nội thành, gây ùn tắc giao thông. Thì chúng tôi cũng rất là mong Ủy ban Nhân dân thành phố gỡ cho cái quyết định 8933 để làm sao mà bệnh viện được xin phép nới rộng ra cái khu bên cạnh. Thứ nhất là không lãng phí về đầu tư, thứ hai là bệnh nhân sẽ được hưởng những cái tiện ích với những cái phòng chức năng đạt chuẩn. Bà Ngô Thị Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Anh ngữ Nam Mỹ và Trường Mầm non Nam Mỹ cho biết, hiện tại đơn vị có 11 trường mầm non ở quận 7, nhưng 9 trường phải thuê cơ sở. Năm 2015, thành phố có nghị quyết là tạo điều kiện cho các trường mầm non hoạt động và phát triển. Chính vì vậy mà doanh nghiệp này rất muốn xây dựng một trường mầm non có chất lượng. Song, hiện nay, những dự án này đều giao về cho quận. Quận thì bỏ trống vì không có kinh phí để thực hiện. Để đất rất là lãng phí. Thì mong rằng nhà nước có một cái cơ chế để giao lại cho những cái trường mầm non mà có năng lực để người ta hoạt động, để phục vụ, để phát triển được cái nhu cầu của xã hội.
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều ý kiến bức xúc của các doanh nghiệp trong buổi đối thoại này. Vì vậy, trong kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn của các doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo các sở ban ngành thành phố cam kết giải quyết các vấn đề về thể chế, chính sách. Bởi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ chứ không phải đối tượng quản lý, không được gây phiền toái, nhũng nhiễu doanh nghiệp. Hôm nay đối thoại đổi mới, đối thoại là để lắng nghe chứ không phải lắng nghe để đấy, mà lắng nghe đổi mới, giải quyết ngay. Nhưng việc gì làm được là ngay và luôn. Những cái việc gì cần phải mất thời gian cũng cần có nêu ra thời gian cụ thể để giải quyết. Tất cả vì doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp chính là người tạo ra sự phát triển của thành phố. Còn những vướng mắc về luật, về nghị định của chính phủ, của các bộ ngành, thành phố sẽ thuyết phục ủng hộ để các doanh nghiệp phát triển. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần có niềm tin vào thành phố, tin vào doanh nghiệp sẽ có sự đổi mới, tạo ra những đột phá để hội nhập và nâng cao sức cạnh tranh. Trước đó, ngày 7 tháng 3, tại thủ đô London của Anh đã diễn ra đối thoại chiến lược Việt Nam-Anh lần thứ 5. Tại cuộc trao đổi, hai bên nhìn nhận những bước tiến vượt bậc về kinh tế chính là điểm nhấn nổi bật sau 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Việc Việt Nam và Liên minh châu Âu đàm phán thành công Hiệp định Thương mại Tự do cùng hàng loạt sân chơi quốc tế khác Việt Nam sẽ tham gia được đánh giá sẽ mở ra một thời kỳ hợp tác sâu rộng hơn trong quan hệ kinh tế hai nước. Phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Vương quốc Anh. Anh không nằm trong 10 nước có vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, nhưng tính về hiệu quả có thể coi là nhà đầu tư thành công nhất. Dầu khí với BP, ngân hàng có HSBC hay bảo hiểm Prudential đều là các cái tên hàng đầu trong ngành. Hiệp định FTA với Liên minh châu Âu, tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, cùng hàng loạt hiệp định thương mại tự do Việt Nam đàm phán thành công trong năm 2015, được đánh giá sẽ tạo bàn đạp phát triển hơn nữa mối quan hệ còn nhiều tiềm năng này. Cộng đồng doanh nghiệp của Anh và ngay kể cả chính phủ Anh cũng rất quan tâm đến cái thị trường của Việt Nam. Những cái nghiên cứu kinh tế độc lập của châu Âu đều nói là với cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu thì là sẽ hỗ trợ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong thời gian tới có thể từ 10 đến 15% và xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu cũng sẽ tăng rất mạnh trong thời gian tới. Việc Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế, ký các hiệp định thương mại tự do đó, nó sẽ mở ra cơ hội rất lớn. Đánh giá kết quả 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đại diện hai bên đều nhấn mạnh sự tăng trưởng vượt bậc về quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư. Số liệu kim ngạch song phương tăng 3 lần trong 5 năm là sự khẳng định rõ nhất. Quan hệ thương mại đầu tư đang phát triển rất nhanh, là lĩnh vực hợp tác nổi bật nhất giữa hai bên thời gian qua. Hiệp định FTA sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư mạnh hơn nữa từ cả hai phía vào các ngành dịch vụ tài chính, giáo dục. Việt Nam có thế mạnh dệt may, nhưng với thị trường Anh, có thể tính tới cơ hội cụ thể hơn cả từ mảng thời trang. Hai bên khẳng định sẽ tăng cường thúc đẩy để FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu sớm ký kết phê chuẩn trong năm nay, đồng thời mong muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường đầu tư kinh doanh ở mỗi nước. Trong phần tiếp theo của bản tin, tăng cường phòng chống virus Zika tại cửa khẩu trước tình hình dịch bệnh đang có nguy cơ lan rộng ra nhiều nước. Nhiếp ảnh gia người Pháp trao tặng Việt Nam bức ảnh nụ cười ẩn giấu chụp một cụ bà ở Hội An và từng được báo chí của Mỹ tôn vinh là cụ bà đẹp nhất thế giới. Sau hơn một năm triển khai thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67 của Chính phủ, các ngân hàng thương mại đã ký hợp đồng tín dụng để đóng mới, nâng cấp 385 tàu với tổng số tiền gần 4.000 tỷ đồng. Nhưng đến nay thì mới có 84 tàu cá đóng mới và 12 tàu nâng cấp được hạ thủy đi vào hoạt động. Và để giải quyết những khó khăn vướng mắc này thì theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 89 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67 và các bộ ngành cũng đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn tháo gỡ cơ bản những vướng mắc của người dân, nhưng vẫn phải tiếp tục rà soát lắng nghe phản ánh của ngư dân để kịp thời có các biện pháp tháo gỡ. Nhằm ngăn chặn nguy cơ virus Zika có thể xâm nhập và lây lan trong cộng đồng qua đường du lịch, thương mại, lao động giữa Việt Nam với các nước như Thái Lan, Lào thông qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, do vậy ngành y tế tỉnh Kon Tum đang tăng cường công tác phòng chống virus Zika tại cửa khẩu này.
Ngành Y tế tỉnh Kon Tum đã tăng cường giám sát chặt chẽ hành khách nhập khẩu vào địa bàn thông qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, trong đó chú trọng những người từ vùng dịch như là Lào, Thái Lan để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Zika, tiến hành cách ly xử lý kịp thời nhằm hạn chế sự lây lan ra cộng đồng, đồng thời mua thêm máy đo thân nhiệt từ xa bằng tia hồng ngoại, thực hiện nghiêm túc các quy định về khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, phun thuốc phòng dịch ngay tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Người đi, đến hay về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika, chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Báo ngay mọi thông tin có liên quan đến số điện thoại đường dây nóng 0989 671 115. Những ngày qua xuất hiện thông tin về việc chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội tăng cao, thậm chí đã có ý kiến cho rằng sự ô nhiễm không khí này tương đương với ô nhiễm ở thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc. Thông tin này đã được đưa lên trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Cụ thể là tại Đại sứ quán nước này có lắp đặt một thiết bị quan trắc chất lượng không khí tại trụ sở ở số 7 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội để đo chỉ số nồng độ bụi PM2,5 trong không khí. Đây là hạt bụi có đường kính động học nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet, có khả năng đi sâu vào phế nang gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Trong tuần qua, có thời điểm chỉ số chất lượng không khí AQI Air Quality Index mà trạm này đo được lên tới 388. Đây là chỉ số cao, thể hiện chất lượng không khí ở mức không lành mạnh, gây tác hại cho sức khỏe của con người. Và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng tôi đã mời đến trường quay ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, và xin được cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, gần đây thì xuất hiện thông tin là môi trường không khí ở Hà Nội đang bị ô nhiễm nặng. Vậy thì thực hư của vấn đề này là như thế nào ạ? Vâng, qua cái số liệu của Đại sứ quán Mỹ thì cũng nhiều người nói rằng là đấy là cái bị ô nhiễm nặng. Nhưng mà đấy là chúng tôi xin nói lại là đấy là những cái số liệu trung bình một giờ. Và nó phản ánh là cái từ 8 đến 9 giờ của một ngày. Tuy nhiên thì chúng ta không thể lấy cái số liệu trung bình một giờ để mà đánh giá được, mà phải chúng lấy trung bình cả một ngày để đánh giá. Tại vì số liệu ô nhiễm không khí của các nước cũng như các nước khác thì theo là nó sẽ thay đổi biến theo từng giờ. Thành ra là chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải lấy cái trung bình ngày chứ không phải lấy trung bình giờ như một số người đã nói. Vâng, vậy thì sau khi có những cái thông tin như vậy thì đã có những cái khảo sát cụ thể như thế nào chưa? Vâng, cũng chúng tôi thấy rằng là cũng chúng tôi cũng cùng với lại những cái số liệu của chúng tôi cũng đánh giá là những cái số liệu đấy thì nó cũng tương đồng. Tuy nhiên cũng có giờ thì cao, có giờ thì thấp, và chúng tôi nghĩ rằng là mấy hôm đấy thì cũng có ô nhiễm chứ không phải là ô nhiễm như là tệ như là Bắc Kinh mà nhiều người đã so sánh. Vậy thì cái vấn đề ô nhiễm như vậy có đáng ngại với cả môi trường của chúng ta hay không ạ? Vâng, theo cái số liệu quan trắc của chúng tôi cũng như là số liệu của sứ quán Hoa Kỳ thì cái chỉ số AQI theo trung hàng ngày thì cũng đã vượt đến 1,2 đến 1,5 lần. Và như vậy là nó cũng bắt đầu đáng ngại, nó sẽ có gây hại cho sức khỏe, và chúng tôi nghĩ rằng là cái việc đấy là các cái chính quyền các cấp cũng như các địa phương phải biết nhận rõ thức về vấn đề này. Tức là ông có thể nói rõ hơn, vậy thì để đánh giá chất lượng của môi trường không khí ở một thành phố và đưa ra kết luận là có ô nhiễm hay không thì cần dựa vào những cái yếu tố như thế nào ạ? Vâng, để mà đánh giá nó thì chúng ta phải có cái hệ thống quan trắc tự động và nó được đặt tại nhiều nơi. Chứ nếu mà một vài nơi thì cũng không phản ánh hết. Thế thì nó sẽ qua những cái chỉ số như là PM2,5, bụi mà mấy hôm nay chúng ta quan tâm. Ngoài ra nó còn những cái chỉ số khác nữa, ví dụ SO2, NOx, CO là ozone. Tuy nhiên thì qua những cái theo dõi của chúng tôi thì chúng ta đang bị cái ô nhiễm nặng nhất là cái PM2,5. Như vậy là cái thông tin đưa trên trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ thì không phản ánh được cái mức độ ô nhiễm môi trường của thành phố Hà Nội đúng không ạ? Vâng, tôi nghĩ là thế, nó chỉ phản ánh là một cái thời điểm tức thời, một cái giờ nào đó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thấy rằng là chúng ta cũng đang bị ô nhiễm chứ không phải không. Vâng, xin được cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình của chúng tôi và cảm ơn ông với những cái thông tin vừa rồi ạ.
Và chúng tôi xin được tiếp tục những thông tin thời sự khác. Thưa quý vị, bức ảnh mang tên Nụ cười ẩn giấu chụp cụ bà Bùi Thị Song, một người trèo đò ở Hội An, đã từng xuất hiện trên nhiều tờ báo và trang web uy tín của quốc tế như Los Angeles Times, BBC, National Geographic. Cụ bà Bùi Thị Song còn được báo chí Mỹ tôn vinh là cụ bà đẹp nhất thế giới. Và đúng vào ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, tác giả của bức ảnh này, nhiếp ảnh gia người Pháp Réan Crocovien, đã tặng bức ảnh này cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cụ bà sở hữu nụ cười ẩn giấu. Ở tuổi 78, cụ Hai Song, tên thật là Bùi Thị Song, lần đầu tiên tới thăm thủ đô. Hàng chục năm làm nghề trèo đò, đưa khách thưởng ngoạn sông Hoài ở Hội An. Giờ đây, cụ bà này mới được chở bằng xích lô thăm thú phố phường Hà Nội. Chuyến đi của cụ Song bắt nguồn từ bức ảnh này. Bức ảnh đã gây tiếng vang ở nhiều nơi trên thế giới và đã được tác giả tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đúng vào ngày 8 tháng 3 năm nay. Cái bức ảnh đó nó đã có cái hành trình hơn 40 quốc gia, nhưng ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam có thể nói rằng là đây là một cái địa chỉ phù hợp nhất của cái bức ảnh này. Nó không chỉ là một cái tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo mà nó còn thể hiện một cái sự tự tin, một cái sức sống và một cái vẻ đẹp rất là đôn hậu và cương nghị của người phụ nữ Việt Nam. Chúng ta có thể nhận thấy qua ánh mắt của bà Song tất cả niềm vui sống, sự thông minh, sự hóm hỉnh của bà. Và qua những nếp nhăn trên da bà, trên khuôn mặt bà ấy, chúng ta nhìn thấy tất cả sự lao động cần cù và cả những vất vả mà bà ấy đã trải qua. Nhưng mặc cho những khó khăn trong cuộc sống, ta vẫn thấy ở bà tình yêu và sự tận hưởng cuộc sống. Tác giả của bức ảnh mang tên Nụ cười ẩn giấu là nhiếp ảnh gia người Pháp Réan Crocovien. Từ 5 năm nay, anh đã thể hiện tình cảm yêu mến của mình đối với đất nước và con người Việt Nam thông qua hàng chục ngàn bức ảnh. Bức ảnh của cụ Song được Réan ghi lại khi anh mới đến Việt Nam và muốn đi đò của cụ tham quan Hội An. Đây là bức ảnh mà anh thấy tâm đắc nhất nên đã chọn làm bìa cho cuốn sách ảnh đầu tiên của mình với tên gọi Việt Nam những mảnh ghép tương phản. Quả thực chính bức ảnh này đã làm nên thành công của cuốn sách ảnh. Cuốn sách đã được tiêu thụ rất tốt cả ở Việt Nam và nước ngoài. Tôi đã bán được hơn 4.000 bản của cuốn sách này tại 29 quốc gia trên khắp thế giới. Và tôi muốn trở lại một chút gì đó cho Việt Nam và cho bà Song vì những gì mình đã nhận được. Vậy nên tôi đã quyết định tặng bức ảnh này cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bản thân nhân vật chính trong bức ảnh cảm thấy rất bất ngờ với sự yêu mến mà mọi người dành cho bà. Dễ vui lắm, dễ giàu chứ mà họ già có, họ được vô không được vô, mà như câu người nghèo, khổ mà cực mà được vô cũng nhờ ở mô để đây phát cho tôi được cái hãnh diện nha, và tôi mừng lắm. Và không nghĩ vào đời phát, cái người làm cầu mừng ăn đâu có nghĩ đời, không nghĩ phát như đời, thiệt không. Nhiếp ảnh gia người Pháp cũng chia sẻ rằng anh sẽ tiếp tục đi khắp Việt Nam để chụp ảnh những cụ bà đẹp nhất thế giới khác. Bởi theo anh, họ đại diện cho lớp người phụ nữ cao tuổi tại Việt Nam, dù đã già yếu nhưng vẫn rất yêu lao động và yêu cuộc sống. Cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 đã chính thức được khởi động. Cuộc thi này có nhiều điểm mới với nhiều tiêu chí thông thoáng hơn dành cho các thí sinh và được đánh giá tương đối phù hợp với xã hội đương đại nhằm tìm kiếm vẻ đẹp Việt Nam trên khắp các châu lục. Các hoa hậu trong nhiều cuộc thi sắc đẹp thế giới như Hoa hậu Liên lục địa 2012, Miss Intercontinental, Hoa hậu Việt Nam quốc tế 2014, Miss Việt Nam Globe International đã xuất hiện trong cuộc họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016. Những người đẹp này sẽ đóng vai trò gián tiếp, vừa đồng hành, hỗ trợ trong việc tìm kiếm tài năng, vừa huấn luyện, đào tạo, tư vấn cho thí sinh qua các vòng thi. Tôi nghĩ rằng bản thân các thí sinh tham gia phải trau dồi cho chính mình. Đây là cuộc thi toàn cầu, đồng thời nó gắn liền với bản sắc văn hóa. Khi kết hợp cả hai yếu tố đó với nhau, bạn sẽ vươn một tầm xa để có thể là người đại diện quảng bá văn hóa Việt ra với thế giới. Cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 đề cao tiêu chí đẹp, trí tuệ, duyên dáng và năng động trong hội nhập, nhằm tôn vinh quảng bá tài năng của người phụ nữ Việt Nam hiện đại đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, người chiến thắng phải là một đại sứ để giúp thế giới hiểu hơn về con người và đất nước Việt Nam.
Đây là cuộc thi chúng tôi kỳ vọng mang tầm cỡ quốc tế bởi được tổ chức với sự tham gia của rất nhiều thí sinh Việt Kiều đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Chính sự đa dạng của các thí sinh sẽ tạo nên sự khác biệt và hấp dẫn của cuộc thi. Mỗi thí sinh sẽ đại diện cho vẻ đẹp của người con gái Việt Nam. Bên cạnh sự tự tin, năng động, hiện đại, vẫn giữ được vẻ thuần khiết, duyên dáng, dịu dàng. Sự tự tin, năng động, chủ động hội nhập với thế giới sẽ lên ngôi song song với sự duyên dáng đầy nữ tính của người con gái Việt. Sẽ có từ 30 cho đến 40 người đẹp được lựa chọn vào vòng chung kết, dự kiến tổ chức từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 7. Và đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Một trong top 4 của Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 sẽ có cơ hội trở thành gương mặt đại diện cho Việt Nam tham gia thi đấu tại cuộc thi Miss Globe International vào tháng 11 năm sau tại Trung Quốc. Còn bây giờ sẽ là một số thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Nhiều trang báo trong nước và nước ngoài, trong đó có Bloomberg hay Tech in Asia đưa tin, quỹ đầu tư mạo hiểm mang tên 500 Startups có trụ sở tại thung lũng Silicon ở Mỹ đã tuyên bố sẽ thành lập quỹ tài chính quy mô trị giá 10 triệu đô dành cho Việt Nam với mục tiêu thực hiện từ 100 đến 150 dự án đầu tư khởi nghiệp tại Việt Nam. Thành viên sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm này nhận định Việt Nam là một quốc gia năng động và đang phát triển mạnh mẽ với nhiều doanh nhân và kỹ sư tài năng. Quỹ này đã lên kế hoạch để làm việc cùng các nhà đầu tư Việt Nam và cộng đồng công nghệ địa phương để xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh mạnh mẽ. Tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc đưa bài báo với tiêu đề Hợp tác kinh tế Trung Việt có nhiều điểm sáng. Bài báo đưa thông tin do ông Hồ Tòa Cẩm, tham tán kinh tế thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, thông báo trong cuộc họp tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 3. Tại cuộc họp báo, ông này nhận định hợp tác kinh tế Trung Việt có nhiều điểm sáng như quy mô giao dịch được mở rộng nhanh chóng, tình trạng mất cân bằng thương mại Trung Việt cũng đang từng bước thay đổi. Năm 2015, thương mại Trung Việt tăng trưởng 14,6%, trong đó xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam tăng 3,8%, xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc tăng 49,1%. Một đoàn gồm trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski và 10 đại sứ, tổng lãnh sự các nước tại Việt Nam dự kiến sẽ tham quan hang Sơn Đỏ ở Quảng Bình từ ngày 11 đến 17 tháng 5 năm 2016. Đó là thông tin do báo Tuổi Trẻ đưa ra với nguồn tin là đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình. Hiện trong danh sách đăng ký tham gia đã có đại sứ các nước Mỹ, Úc, Anh, Thụy Điển, Ý, Séc, Argentina tại Hà Nội. Được biết, mọi chi phí cho chuyến đi đều do các cá nhân tự đóng góp. Trang Quê Hương Online đưa tin về vở kịch mang tên Hoa Phượng Đỏ nói về cuộc đời anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ đã được công diễn tại London, Anh trong cuối tuần qua. Vở kịch lấy cảm hứng sáng tác từ cuộc đời đầy ý nghĩa của anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ, một phụ nữ bị nhiễm HIV đã vươn lên bằng nghị lực sống phi thường, trở thành nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ rất nhiều người trong cuộc chiến phòng chống và giảm nỗi đau do HIV gây ra. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.